Xin chào quý vị khán giả. Sáng nay 11 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 2 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2. Bão tan đi nhưng mưa thì ở lại. Đêm qua và sáng nay khi mà bão đổ bộ, ở khu vực Bắc Bộ cũng như là Thanh Hóa và Nghệ An thì đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến Phú Dực của Thái Bình, Hương Sơn của Hà Nội thì đều ghi nhận lượng mưa là khoảng 200mm chỉ trong vòng có 13 giờ đồng hồ. Ngày và đêm nay, mưa lớn tiếp tục trút xuống khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi còn trên 120mm. Còn đối với khu vực Nghệ An thì có lượng mưa phổ biến là 30-60mm, có nơi trên 80mm. Người dân khu vực cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, cũng như là ngập lụt cục bộ tại khu vực trũng thấp, các tỉnh thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Còn tại thủ đô Hà Nội thì hôm nay trời mưa rả rích cả ngày, có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp. Quý vị khán giả nên hạn chế tham gia giao thông trong tiết trời mưa gió. Nhưng nếu bắt buộc phải lái xe, đặc biệt là xe gắn máy thì quý vị hãy trang bị quần áo mưa gọn gàng, kiểm soát tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Do mưa nhiều nên nhiệt độ trong hôm nay dao động trong khoảng là 25-27 độ. Với thành phố biển Đà Nẵng, hôm nay thời tiết có xu hướng tốt dần, trời có nắng xen kẽ với những khoảng nhiều mây, với nhiệt độ trưa chiều ở khoảng 32-33 độ. Tuy nhiên, người dân thành phố vẫn cần phải đề phòng với những cơn mưa rào bất chợt, nhất là về chiều. Đêm nay trời mát với nhiệt độ còn khoảng là 26-27 độ. Ở phía Nam, hôm nay gió Tây Nam bắt đầu suy yếu nên mưa dông giảm dần tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, tập trung về chiều tối. Còn ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trong trưa chiều nay từ 32-33 độ. Về đêm và sáng sớm, trời dịu mát dần cùng độ ẩm không khí tăng cao. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!